Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình và các bạn và Lý Di sẽ cùng nhau tiếp tục trong kênh của bọn mình, kênh mới cho các bạn. Review một bộ đồ chơi rất là đặc biệt luôn, cũng vừa mới ship về. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh của tụi mình nha. Dạ, bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau khui hộp cái hộp này ra. Mình sao đây bốc tiếp tục đi, bốc tiếp tục đi. Các bạn sẽ cùng nhau như thế, sẽ xoay cho ai nhanh nhất nha các bạn. Tiếp theo là cái mini game này là mini mình hay nhất. Thì đây cái mini game này, bạn sẽ gắn những cái ô chữ này cho thật là chính xác. Bạn Jin của bố, bạn Jin đấy, cho bạn Jin chơi trò chơi này. Thì cái trò chơi này cũng khá là giống với cái trò chơi lận à, bạn Jin. Là trò chơi những hạt gỗ khéo léo, thì các bạn cũng phải dùng tay khéo léo và đưa hạt gỗ ra. Thì mẹo cũng như cái trò chơi hạt gỗ khéo léo là bạn tiếp tục đưa hàng loạt cái hạt gỗ này đi theo một hướng thì bạn sẽ ăn được nhiều điểm hơn đó. Cái này cũng chẳng khác gì cái trò chơi hạt gỗ khéo léo cả. Nên là bạn nào muốn biết cái trò chơi hạt gỗ khéo léo là gì thì hãy xem lại video của mình nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chơi rồi. Đó. Bây giờ mình và các bạn mình và Jin và sau sẽ cùng nhau chơi cái trò hạt gỗ khéo léo này nha các bạn. Đấy, sau ơi, mời bạn trước đó sau. Wow, hạt sâu có vẻ rất là... Wow, bạn sâu thật là ghê gớm. Bạn ấy chưa gì bạn ấy đã kéo được rất là nhiều cái về. Còn một cái bạn ấy đang cố gắng lôi về nhưng mà nó rất là khó. Giúp bạn sâu. Rồi, làm sao lại ấy chứ, còn đấy là mình nha các bạn. Dậu sâu đang cười coi thường mình đó các bạn, nhưng mà đừng coi thường như bạn sâu nha. Mình thắng bạn luôn rồi này sâu ơi. Bây giờ mình sẽ chơi trò tiếp theo là gì đây? Trò lật kia hả? Ok, mình sẽ lật luôn. Anh đi nơi cho mình. Ok, thì đó là tất cả các món ở trong
vật hay là bông hoa? À, hóa ra là bông hoa. Mình với các bạn sau mình sẽ là một vật nha các bạn nào. Còn nào sau. Wow, sau thắng mình rồi các bạn ơi. Thật là khó khăn. Tiếp theo là cái trò này thì sếp thì mình vừa có một cái luật mới các bạn. Chắc không như cái luật cũ mình vừa đọc được không? Thì đó chính là mình nói câu nào, mình nói hình nào là bạn sâu và mình sẽ phải gắn hình đấy. Đây mình sẽ để các hình ở đây. Rồi. Mà hình con sâu. Đó. Mình rất là nhanh nha các bạn, chứ không phải chậm nha. Tiếp theo đến cái khu này. Đó, cái khu này ai nhanh hơn? Món đồ chơi nữa nha. Yêu các bạn.